Lời chia tay đẹp của U22 Việt Nam. U22 Việt Nam chia tay giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 diễn ra tại Trung Quốc bằng một chiến thắng kịch tính trước U22 Malaysia. Sau hai trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Khi lần lượt nhận thất bại từ các đối thủ mạnh là U22 Trung Quốc ngày 1 tháng 2 và U22 Uzbekistan 0-2. Như đã xác định ngay từ đầu, giải đấu tại Trung Quốc lần này là cơ hội để các cầu thủ được cọ sát nhằm tích lũy kinh nghiệm, hướng tới xây dựng lực lượng cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2025. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, tạm quyền dẫn dắt đội U22 Việt Nam, do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận theo đội tuyển quốc gia, và các học trò không muốn trắng tay rời giải đấu. Ở lượt trận cuối cùng gặp U22 Malaysia vào tối qua ngày 10 tháng 9, U22 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất, khi có sự góp mặt của những cầu thủ từng nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc và những gương mặt nổi bật khác như vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt, Hà Châu Phi. Đình Bắc ghi bàn giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Những điều được đúc kết qua hai thất bại trước U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan giúp U22 Việt Nam chơi thanh thoát hơn và nắm ưu thế khi chạm trán U22 Malaysia. Bên cạnh đó, U22 Malaysia với đa phần là các cầu thủ 19 tuổi đã bị cuốn vào lối chơi của U22 Việt Nam. Chính vì vậy, Thái Sơn và các đồng đội gặp thuận lợi trong khâu tiếp cận trận đấu và triển khai lối chơi theo đúng ý đồ. Tín hiệu tích cực là các cầu thủ đã biết cách tận dụng cơ hội và có được hai bàn thắng ngay trong hiệp 1. Lần lượt hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền đạo Đình Bắc đã lập công để đưa U22 Việt Nam dẫn trước 2-0 sau 26 phút thi đấu. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế về mặt bản lĩnh và sự tập trung trong những giai đoạn quan trọng của trận đấu. Việc thiếu kinh nghiệm trận mạc khiến các nhân tố mới mắc sai lầm, với việc thủ môn Nguyễn Tân phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. U22 Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 45-1. U22 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 để bảo toàn tỷ số 2-1. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh rời giải đấu ở vị trí thứ 3, 3 điểm, hiệu số 2. Ở trận đấu diễn ra chiều cùng ngày, đội tuyển U22 Uzbekistan hòa 0-0 với U22 Trung Quốc. Qua đó, U22 Uzbekistan vô địch giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 với thành tích bất bại, 2 thắng, 1 hòa, được 7 điểm và hiệu số 4. Chủ nhà U22 Trung Quốc cũng bất bại với 2 trận thắng, 1 trận hòa nhưng xếp hạng 2 khi có 7 điểm và hiệu số 2. U22 Malaysia đứng ở vị trí cuối cùng với 0 điểm và hiệu số 4.